máy cắt hai đầu, con kèm khoan hai chiều, được nhập khẩu và cung cấp bởi công ty Đại Phúc Bình, được thể hiện bằng màn hình cảm ứng. Máy gồm hai lưới trên và lưới dưới để chống cưa, lưới trên để cắt. Và đó là một motor máy khoan để khoan về mặt trên, và kèm sau đó là một trục sau là một cái motor khoan ngang. Máy được làm việc hoàn toàn được lập trình trang trí. Làm việc theo nhiều dây chuyền hiện đại và rất tiện công nhân. Công nhân chỉ việc thao tác bỏ phôi, công nhân thực hiện cách bỏ phôi rất tiện lợi. Hai giường và bàn ghế rất đẹp, rất nhanh, rất hiệu quả.